đúng rồi. Vui mừng được chào đón quý vị khách quý đã về tham dự chương trình lễ ra mắt công ty cổ phần Long Sơn và tập đoàn Olam cùng nhau phát triển, chia sẻ, thành công. Warmly welcome all valued guests who are attending the launching ceremony of Long Sơn Joint Stock Company and Olam Group developing together, sharing success. Lời đầu tiên, thay mặt những người thực hiện chương trình, trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành nhất, kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. The first, on behalf of the organizing team, we would like to send you on the best wishes with you health, happiness and success. Trước khi bước vào chương trình chính thức, mời quý vị cùng đến với những tiết mục văn nghệ chào mừng. Before starting, there are a lot of exciting and performance waiting for you tonight. Kính thưa quý vị, mùa xuân đã và đang về với mỗi chúng ta. Mùa xuân, mùa của cây lá đâm chồi nảy lộc, mùa của ngàn hoa đua nhau dâng hương khoe sắc, mùa của trời đất giao hòa và cũng là mùa khởi đầu cho những thành công như ý cát tường. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu rộn ràng của mùa xuân yêu thương ấm áp qua phần biểu diễn của những cô gái xinh đẹp thuộc vũ đoàn Hoàng Oanh. Ladies and gentlemen, spring is coming soon. It's the most beautiful season in the year. In this exciting and blessing atmosphere of the upcoming season, please welcome a performance of very lovely dancing show. Please enjoy the upcoming wonderful show from the girls from Hoàng Anh Group. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Trời thơ tung tăng, mong muốn bao lì xì, nụ cười trên môi khắp các mọi nơi. Sáng năm nay em sẽ thêm tuổi đời, cầu người cha tin vui, mong sức khỏe dồi dào. Mình đàn con chăm ngoan, luôn biết lo học hành, cầu mọi nơi qua hết cái lầm than. Cầu cho bao yêu thương sẽ qua những đêm dài, cầu cho con tim. Cầu cho con tim yêu đắm say, cầu cho ta vang lên.
xin được cảm ơn rất nhiều các cô gái xinh đẹp đến từ vũ đoàn Hoàng Oanh. Thank you very much for a lovely performance. Tiếp theo mạch cảm xúc của những giai điệu xuân rộn ràng, xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ca sĩ Trung Dũng để đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca khúc Hạnh Phúc Xuân Nhật. To be continued, we will come to the second performance, a spring song is so by Trung Dũng. Let's enjoy Hạnh Phúc Xuân Nhật. Vâng ạ, và lần thân cho phép Trung Dũng xin được trân trọng gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng và một lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Và ngay lúc này xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác được mang tên Bình Phước Một Khúc Ca Xanh. Và các khúc này sẽ dành tặng cho tất cả quý vị với giọng ca của Trung Dũng và Thanh Xuân. To be continued, a song show by Trung Dũng and Thanh Xuân, Bình Phước Một Khúc Ca Xanh. Please clap your hands to welcome them. Thank you.
xuân ngắn sang ba nhà trông đẹp như chăn đường lối bóng em cho Long Sơn và Âu Lam cùng nhau phát triển, chia sẻ thành công. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với vũ đoàn Hoàng Oanh với Là Con Gái Phải Xinh. And now let's enjoy a sexy dance. It's named Là Con Gái Phải Xinh from Hoàng Oanh Group. Là Con Gái Phải Xinh. Là Con Gái Phải Xinh. All your bodies calling me. Hard party on the beach. All your bodies calling me. Hard party on the beach.
và đôi chân ấy quyến rũ nhất nơi đây, làm ai bối rối từ khi em vừa ghé qua. Lại gần hơn nữa, em biết anh đang nghĩ suy về em. Your heart, your love, yêu dù mãi mãi. Người đừng nói dối anh đã yêu ai. Your heart, your love, yêu dù mãi mãi. Người còn hoài chờ mong mãi, mà anh mất cứ xa theo anh. Con cái phải sinh. Xin chào mọi người. Là con cái phải sinh. It's me and you. Là con cái phải sinh. All your vibes calling me. Fantasy, my favorite. Party, party on the beach. Your flavor, what you call it? Get it right, get you mine. Take my time, would you take the lead? Would you take the lead? What you tell me this? Yeah, baby, let me take my time, baby. All I know is you got yours and I got mine and excited, baby. What you know about it? Rumor rain, I keep coming back. Escalated when we on the track. Tango killing the track. Like, yeah, baby Như ánh sáng, bừng trong đêm dài tối tăm. Là đôi chân ấy quyến rũ nhất nơi đây. Làm ai bối rối từ khi em vừa ghé qua. Lại gần hơn nữa, em biết anh đang nghĩ suy về em. Your heart, your love, yêu sao mãi mãi. I know. Người đừng nói dối em đã yêu ai. Your heart, your love, yêu sao mãi mãi. I know. Người còn hoài chờ mong mãi. Mà mình mất cứ xa theo anh. Con cái phải xin. Xin được cảm ơn chương trình Văn Nghệ Chào Mừng. Once more time, I would like to say thank you very much for all the beautiful and exciting performance. We wish all of you good health, happiness and success. Và ngay sau đây, quý vị cùng hướng mắt về màn hình đón xem phóng sự về công ty cổ phần Long Sơn và tập đoàn Ô Lao. And now, before enjoying the event, we would like to invite all of you to watch a video about Long Sơn Joy Stock Company and all group. Ô Lao phát triển có trách nhiệm trở thành nhà quản lý chuỗi cung ứng và nhà chế biến sản phẩm nông nghiệp hàng đầu trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, phục vụ lượng lớn nông dân và khách hàng trên toàn thế giới, theo đuổi thị trường khe có quy mô mở rộng chọn lọc và thu hút kết hợp xử lý ở thượng lưu và giá trị gia tăng, tập trung chuyên môn vào các thị trường mới nổi. Tận dụng thị trường kinh doanh kế cận sẵn có, địa lý, sản phẩm và chuỗi giá trị, Ô Lam áp dụng thành công mô hình kinh doanh linh hoạt và khả năng mở rộng của mình để phát triển thành một công ty toàn cầu. Năm 1994 có 7 sản phẩm trên 4 quốc gia, năm 2001 có 10 sản phẩm trên gần 20 quốc gia, năm 2005 có 14 sản phẩm trên gần 40 quốc gia và hiện nay có 16 mặt bằng, 45 sản phẩm và trên 71 quốc gia. Năm 1989 bắt đầu là một nhà xuất khẩu tại Nigeria.
mở rộng sang châu Á và châu Âu, mở rộng sang Bắc và Nam Mỹ, Trung Đông và có mặt tại năm châu lục trên toàn thế giới. Lịch sử phát triển trên 26 năm. Năm 1989, sản phẩm có 1 sản phẩm. Năm 2001, có 10 sản phẩm. Năm 2016, có 47 sản phẩm. Năm 1989, có 1 quốc gia. Năm 2001, có 20 quốc gia. Năm 2016, có 70 quốc gia. Về tổng doanh thu trên đô la Singapore, năm 1989, có 2 triệu đô la. Năm 2001 có 1,6 tỷ đô la, năm 2016 có 20,6 tỷ đô la. Về nhân viên, năm 1989 có 2 nhân viên, năm 2001 có 1.500 nhân viên và năm 2016 có 35.000 nhân viên. Danh mục đầu tư, 5 phân khúc thị trường tập trung vào nông nghiệp trải khắp 18 mặt bằng. Về các loại hạt, gia vị và rau quả, có hạnh nhân, hạt điều, quả phỉ, đậu phộng, hạt hồ trăng, mè, đậu, gia vị, nguyên liệu thực vật, quả óc chó. Về nguyên liệu bánh kẹo và đồ uống, có cacao, cà phê. Về thức ăn gia súc và thực phẩm đóng gói, có sữa, ngũ cốc, thực phẩm đóng hộp, cây cọ, gạo, đường và chất tạo ngọt. Về nguyên liệu công nghiệp thô, có vải bông, phân bón, cao su, sản phẩm gỗ, gazette. Về dịch vụ tài chính hàng hóa, giải pháp quản lý rủi ro, tạo lập thị trường, giao dịch biến động và quản lý quỹ, thương mại và tài chính cấu trúc. Vị thế hàng đầu, về phân khúc thị trường, các loại hạt, gia vị và đậu, hạt điều, đậu phộng, hạnh nhân, gia vị, các nguyên liệu thực vật, mè, đậu, nguyên liệu bánh kẹo và đồ uống, cacao, cà phê, hạt mỡ. Về thức ăn gia súc và thực phẩm đóng gói, sản phẩm sữa, thực phẩm đóng gói, gạo, đường, ngũ cốc, cọ. Nguyên liệu công nghiệp thô, bông, len, sản phẩm gỗ, cao su, nguyên liệu nông nghiệp, dự án Z. Dịch vụ tài chính hàng hóa giao dịch. Chiếm vị thế hàng đầu là nhà cung cấp hạt điều và C-SAMS lớn nhất thế giới. Đứng thứ hai tổng doanh nghiệp trồng hạnh nhân trên thế giới. Lãnh đạo thị trường các loại gia vị và nguyên liệu thực vật, là nhà cung cấp cacao lớn nhất thế giới, nhà cung cấp cà phê Robusta lớn nhất thế giới và nằm trong top 3 nhà cung cấp ở Arabica. Nằm trong top 3 nhà cung cấp gạo, là top 5 nhà buôn nguyên liệu làm từ sữa trên thế giới. Đứng thứ 2 về nhà cung cấp vải bông trên thế giới, là nhà cung cấp gỗ tết châu Phi hàng đầu, tạo lập thị trường, giải pháp quản lý rủi ro và quản lý quỹ hàng hóa. Những điểm đáng ghi nhận, Olam xếp thứ 23 trên danh sách thường niên lần thứ 2 Change the World của tạp chí Fortune năm 2016. Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất châu Á Stand Alone năm 2016. Giải thưởng báo cáo phát triển bền vững châu Á ASRA. Giải thưởng của tạp chí IR dành cho doanh nghiệp tốt nhất theo ngành tại khu vực Đông Nam Á, mục tiêu dùng. Và giải tiến bộ nhất của IR trong năm 2014. Và giải thưởng về sử dụng công nghệ và giải thưởng tốt nhất theo ngành, ngành công nghiệp đa dạng vào năm 2013. Giải thưởng phát triển bền vững của Liên đoàn Kinh doanh Singapore năm 2014. Giải thưởng tiêu chuẩn phát triển bền vững của Rainforest Alliance năm 2013. Giải thưởng doanh nhân phát triển bền vững của Guardian chuyên mục xã hội năm 2013. Giám đốc điều hành Brandon Wood của Top Gun Design Nation Sunny Vegas. Danh sách top 50 công ty niêm yết hàng đầu châu Á của tạp chí Forbes vào các năm 2019, 2010, 2012. Báo cáo thường niên tốt nhất giải đồng, giải thưởng doanh nghiệp Singapore năm 2012. Giải thưởng doanh nghiệp vốn hóa vừa của năm ASEAN Money năm 2012. Giải thưởng nguồn vốn con người của châu Á năm 2012. Giải thưởng doanh nghiệp Singapore năm 2011 dành cho ban quản lý tốt nhất và giám đốc điều hành tốt nhất Sunny Vergis. Giải thưởng Grassroots châu Á Thái Bình Dương cho các chiến lược khen thưởng và ghi nhận hay nhất. Giải thưởng về quản lý nguồn nhân lực của Singapore năm 2011. Doanh nghiệp vốn hóa vừa của năm 2010 ở Singapore từ ASEA Money. Danh mục đầu tư, các loại hạt đa dạng nhất, có xuất xứ rõ ràng, cung cấp quanh năm. Sản phẩm của chúng tôi gồm hạnh đào, hạt điều, đậu phộng, hạt óc chó, hạt dẻ, hạt phỉ, hạt vừng.
doanh nghiệp dẫn đầu thế giới đến 4 loại hạt chính. Doanh nghiệp dẫn đầu về sản xuất, chế biến và kinh doanh hạt điều. Doanh nghiệp duy nhất chế biến tại 5 trung tâm có nguồn cung cấp hàng đa dạng từ các quốc gia sản xuất lớn. Đứng thứ nhất về nhà sản xuất nguyên liệu, máy xử lý đậu phộng thương phẩm và là nhà kinh doanh đậu phộng thứ 3 trên thế giới. Hiện diện tại 5 quốc gia, nơi chiếm 90% thương mại thế giới. Đứng thứ hai về doanh nghiệp trồng hạnh nhân trên thế giới. Nhà cung cấp duy nhất cho đồn điền ở Úc và Hoa Kỳ, có thể cung cấp hàng nguồn tươi mới suốt cả năm. Tư liệu sản xuất hiện đại nhất tại Úc là top 2 nhà cung cấp hạt phỉ toàn cầu, hoạt động vững chắc tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm tới 70% thị phần xuất khẩu trên thế giới. Kinh doanh hạt điều tại Olam chiếm vị thế dẫn đầu thế giới. Nguồn cung ứng hạt điều thô RCM được cung cấp hạt điều nguyên vỏ trực tiếp từ 7 nguồn chủ yếu IBC, Ghana, Nigeria, Mozambique, Thailand, Việt Nam và Ấn Độ. Nguồn gốc chế biến, nhà chế biến duy nhất có mặt tại các khu chế biến lớn ở châu Phi và châu Á. Nhà chế biến duy nhất có mặt ở cả Đông Phi và Tây Phi. Đầu tư và thế mạnh nền tảng, kết hợp các nhà máy cơ khí và bán cơ khí. Nhà máy được chứng nhận BRC, tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm. Mạng lưới tìm nguồn cung ứng nội địa tốt nhất. Là doanh nghiệp duy nhất hoàn toàn, hoàn thành đến từng bước của chuỗi giá trị. Quý vị vừa xem qua một số nét sơ lược về tập đoàn Olam. Ngay sau đây xin mời quý vị xem một số nét sơ lược về công ty cổ phần Long Sơn. Long Sơn, nhà chế biến hạt điều lớn nhất, nhà xuất khẩu hạt điều lớn thứ hai thế giới, luôn luôn tuân thủ hợp đồng, chất lượng ổn định, mùi vị tự nhiên. Giai đoạn 2000 đến 2006. Năm 2000, thành lập công ty cổ phần Long Sơn, chủ yếu thương mại và buôn bán điều, xây dựng xưởng đóng gói hạt điều. Năm 2004, xây dựng nhà máy sản xuất điều đầu tiên ở huyện Krongpa, tỉnh Gia Lai. Năm 2006, xây dựng và thành lập nhà máy tại huyện Ayunpa, tỉnh Gia Lai. Năm 2006, mua lại công ty lương thực và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Long Việt tại Phú Yên, chế biến hạt điều xuất khẩu. Giai đoạn 2007 đến 2010. Năm 2007, thành lập và xây dựng nhà máy Sao Việt tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Năm 2008, mua lại nhà máy chế biến hạt điều tại huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước và thành lập chi nhánh công ty cổ phần Long Sơn, Bình Phước. Năm 2008, thành lập chi nhánh công ty cổ phần Long Sơn tại Đồng Nai. Năm 2010, thuê lại nhà máy chế biến hạt điều Diên Phú tại tỉnh Khánh Hòa, thành lập chi nhánh công ty cổ phần Long Sơn tại Nha Trang. Cũng trong năm này, mua lại nhà máy chế biến LA Cashew, thành lập công ty cổ phần Long Sơn tại Long An. Giai đoạn 2012 đến 2014. Năm 2012, mua lại nhà xưởng công ty Hồng Chương, thành lập chi nhánh công ty cổ phần Long Sơn tại Phú Yên, xây dựng nhà máy ép dầu vỏ điều tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Năm 2013, mua 60% vốn công ty Đại Hưng Phát, xây dựng nhà máy chế biến hạt điều tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Năm 2014, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Long Sơn, khuôn viên chi nhánh công ty cổ phần Long Sơn Đồng Nai, xây dựng nhà máy Long Sơn Foods tại Biên Hòa chuyên về chiên điều nhân xuất khẩu. Năm 2014, thành lập công ty cổ phần Long Sơn Phước Bình tại Bình Phước. Giai đoạn 2015 đến 2016. Năm 2015, mua lại 80% cổ phần nhà máy chế biến hạt điều Hạt Việt tại Bình Dương. Năm 2015, mua lại nhà xưởng và xây dựng nhà máy hạt điều Long Sơn BLB tại Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, vốn 70% Long Sơn và 30% công ty Vương Quốc Anh. Năm 2015, xây dựng nhà máy Long Sơn Interfoods tại khu chế xuất Đồng Phú và đưa vào hoạt động cuối năm 2016. Giai đoạn 2016 đến hiện tại, năm 2016, mua 70% nhà máy Hoa Lan tại tỉnh Tây Ninh, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn Tây Ninh. Năm 2016, thành lập chi nhánh công ty cổ phần Long Sơn Hòa Tân Đông, xây dựng nhà máy chế biến hạt điều Hòa Tân Đông. Năm 2017,
mua lại nhà máy chế biến hạt điều P-Foodsco tại khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa. Hiện tại đang vận hành tổng cộng 17 nhà máy chế biến hạt điều với công suất 400 tấn điều thô một ngày. Với slogan không chỉ là kinh doanh mà còn là hợp tác cùng phát triển, Long Sơn đã nhận được sự ủng hộ lớn lao từ khách hàng trên toàn thế giới. Sản phẩm của Long Sơn đã được xuất khẩu tới trên 40 quốc gia trên thế giới như là một thương hiệu chất lượng cao. Năm 2016, chuẩn hóa mọi công đoạn khu vực sản xuất. Năm 2017, chuẩn hóa các phòng ban, khu vực văn phòng. Thành quả đạt được, top 300 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Các chứng chỉ đạt được, HACCP, COSIN, HALA. Chứng chỉ GFSL BRC 7.0, ISO 9001-2015, ISO 22000-2005. Với 4.500 nhân viên, khách hàng ở khắp châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Vốn và doanh thu, vốn điều lệ và tài sản lên đến 50 triệu đô la Mỹ đến thời điểm 2017. Doanh thu năm 2016 hơn 172 triệu đô la Mỹ, chủ yếu xuất khẩu hạt điều. Năm 2017 hơn 214 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là xuất khẩu hạt điều. Chính sách và tăng trưởng. Chính sách chủ đạo mua và sáp nhập lại các nhà máy hạt điều Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng 20% đến 30% một năm. Sản lượng đạt được năm 2011 8.000 tấn, 2012 11.000 tấn, 2013 14.000 tấn, 2014 15.500 tấn, 2015 17.000 tấn, 2016 19.000 tấn và 2017 21.000 tấn. Sản lượng đạt 21.000 tấn với 1.350 container năm 2017. Doanh thu năm 2013 đạt 75.634.588 USD. Năm 2014 đạt 105.693.642 USD. Năm 2015 đạt 137.323.509 USD. Năm 2016 đạt 170.476.988 USD. Năm 2017 đạt 214.409.489 USD. Danh sách các công ty xuất khẩu thuộc tập đoàn Long Sơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn Interfood. Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Việt. Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn BLB. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Việt. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Long Sơn. Quý vị vừa xem qua một số nét tổng quan của công ty cổ phần Long Sơn. Quý vị vừa xem phóng sự về Long Sơn và Ô Lam, bức tranh toàn cảnh về quá trình hình thành, phát triển, vị trí tầm vóc của hai công ty trong nước cũng như trên thế giới. You have just watched a video about establishment and development of Long Sơn and Olam. Kính thưa quý vị, có cùng triết lý, không chỉ là doanh kinh doanh mà còn là hợp tác cùng phát triển. Lãnh đạo hai công ty đã đi đến thống nhất hợp tác nhằm củng cố, mở rộng và nâng tầm vị thế của mình trên bản đồ ngành điều quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới. Ladies and gentlemen, there's a philosophy that not only do business but also well cooperation and develop together. The leaders of Long Sơn and Olam have unified the cooperation to consolidate, expand and rise their position in Vietnam and in the world. Ngày 29 tháng 1 năm 2018, hai công ty đã chính thức ký kết trách nhiệm, quyền lợi, đồng thời đề ra kế hoạch, phương hướng và giải pháp phát triển phù hợp ngắn hạn, dài hạn cho mình. On January 29, 2018, Long Sơn and Olam signed the responsibility and rights while also point out suitable plans, direction and solution for their short long-term development. Hôm nay,
Hai công ty chính thức ra mắt, giới thiệu rộng rãi đến các đối tác, cơ quan truyền thông và đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước, quý quan khách. Lễ ra mắt được tổ chức tại nhà hàng Vulia, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước với tên gọi Long Sơn và Ô Lam cùng nhau phát triển, chia sẻ thành công. Today, two companies officially widely introduced to the partners, media agency and especially the state management agency guests. The launching ceremony was held at Vulia Restaurant, Đồng Xoài Town, Bình Phước Province, with the name Long Sơn and Ô Lam Developing Together, Sharing Success. Quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, chúc mừng. Now giving a big applause to all. Về dự lễ ra mắt Long Sơn và Ô Lam cùng nhau phát triển, chia sẻ thành công, trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón. Attending this event with us tonight, I would like to introduce and warmly welcome the presence of. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Mr. Nguyễn Tiến Dũng, Vice Chairman of Committee Bình Phước Province. Trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Hướng, cục trưởng cục thuế Bình Phước. Mr. Trần Văn Hướng, Director of Tax Department Bình Phước Province. Trân trọng giới thiệu lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện thị xã trong tỉnh, các ngân hàng HD Bank Thành phố Hồ Chí Minh, ACB Bình Phước, SHB Bình Phước, các đối tác khách hàng của Long Sơn và Ô Lam. Warmly welcome the leaders of provincial organization, the leader of HD Bank Hồ Chí Minh City, ACB Bình Phước Province, SHB Bình Phước Province and the leaders of on the branches, partners, customer of Long Sơn and Ô Lam. Về phía lãnh đạo công ty, trân trọng giới thiệu ông Vũ Thái Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Sơn. Warmly welcome Mr. Vũ Thái Sơn, the Chairman of the Board, General Director of Long Sơn. Ông Sobit, Phó Chủ tịch Tập đoàn Ô Lam. Mr. Sobit, Vice Chairman of Ô Lam. Ông Gravatin, Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Hạt điều Việt Nam. Mr. Gravatin Patil, General Management Culture Việt Nam. Trân trọng giới thiệu tập thể cán bộ, nhân viên hai công ty cổ phần Long Sơn và tập đoàn Ô Lam, các anh chị phóng viên, các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương. Warmly welcome officers and employees of Long Sơn and Ô Lam, the reporters from local and central media. Một tràng pháo tay thật lớn chào đón tất cả quý vị. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của ông Sobit, Phó Chủ tịch Giám đốc Kinh doanh Hạt tại Việt Nam. To be continue the program, we will meet and listen to sharing from Mr. Sobit from Olam Group. Mr. Nguyễn Tiến Dũng, Vice Chairman Bình Phước Province, and other distinguished guests. Xin trân trọng kính chào ông Nguyễn Tiến Dũng. Olam started its journey with cashews in 1989 and today Olam is a leading agribusiness operating in 70 countries, supplying food and industrial raw materials to over 23,000 customers worldwide across 47 different agri products. Tập đoàn Olam chính thức bước vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hạt điều năm 1989. Đến nay, Olam đã trở thành tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực ngành nông sản tại 70 quốc gia trên thế giới, chuyên cung cấp thực phẩm và nguyên liệu thô ngành nông sản cho trên 23.000 khách hàng trên toàn thế giới với 47 sản phẩm ngành nông nghiệp khác nhau. Olam commenced operations in Vietnam in 2000, setting up our first coffee factory in Dak Nong province. Our first cashew operation in Vietnam was set up in 2001. Olam was already present at that time in India and Brazil for processing and in most raw cashew producing countries in Africa. Olam bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 2000 bằng việc thành lập các nhà máy cà phê đầu tiên ở tỉnh Đắk Nông. Mảng kinh doanh hạt điều đầu tiên của Olam tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2001. Trước đó thì Olam đã hiện diện tại Ấn Độ và Brazil trong lĩnh vực sản xuất cũng như cung cấp nguyên liệu điều thô ở hầu hết các quốc gia châu Phi có trồng điều. In Vietnam, we started by selling raw cashews to processors and then we set up our own processing and later expanded to becoming a trader of cashew kernels as well.
Chúng tôi bắt đầu ngành kinh doanh hạt điều tại Việt Nam là bán điều thô cho các nhà máy sản xuất điều Việt Nam. Sau đó chúng tôi đã xây dựng nhà máy chế biến điều và tiếp tục mở rộng kinh doanh thương mại nhân hạt điều tại Việt Nam. We in Olam Global Cashew Team are very thankful to Vietnam, the government and its policies, and especially the hard-working people for helping us create a successful organization in our 18-year-old journey here. Toàn thể đội ngũ kinh doanh hạt điều Olam toàn cầu xin cảm ơn tới chính phủ Việt Nam, cũng như các chính sách của chính phủ, bộ ngành và địa phương. Xin cảm ơn sự làm việc chăm chỉ, sáng tạo của người lao động Việt Nam đã giúp chúng tôi đạt được những thành công to lớn trong 18 năm qua. In the past few years, Vietnam has grown to become the largest cashew processor and largest kernel exporter with more than 50% market share. Cashew processing in Vietnam is a strategic growth area for Olam, and we will continue to invest in our existing operation and people while exploring new avenues for growth and partnership. The strategic partnership with Longsun is a clear example of our belief and commitment. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành quốc gia sản xuất và xuất khẩu hạt điều lớn nhất thế giới, chiếm 50% thị phần thế giới. Phát triển sản xuất hạt điều tại Việt Nam là một chiến lược phát triển của Olam, và chúng tôi tiếp tục đầu tư những nhà máy hiện có những con người, và Olam cũng tìm kiếm hướng phát triển mới với các đối tác. Và mối quan hệ đối tác chiến lược với Longsun là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự tin cậy của chúng tôi với đối tác. Our partnership with Longsun started in 2004 when we started selling raw cashews to them, and over the last 14 years we have gone from strength to strength as both our businesses have expanded. We appreciate the knowledge, passion, ambition, innovation and motivation of Mr. Thaisan and of Longsun employees, and this more than anything else is the reason why Olam has partnered with Longsun. Mối quan hệ kinh doanh giữa Olam và Longsun bắt đầu từ năm 2004 khi chúng tôi bắt đầu bán điều thô cho Longsun, và trong suốt hơn 14 năm qua, mối quan hệ kinh doanh giữa hai công ty không ngừng phát triển và mở rộng. Chúng tôi đánh giá rất cao về những kiến thức, sự đam mê, tham vọng, sự sáng tạo cũng như các động lực của ông Vũ Thái Sơn, chủ tịch công ty Longsun, cũng như đội ngũ cán bộ, nhân viên của Longsun. Và đó chính là một lý do để Olam trở thành đối tác của Longsun. At this time, I also want to assure the employees of Longsun that they are the reason for this success, and we are committed to helping them make Longsun an even better company by supporting them and also learning from them for mutual success. Ngoài ra, chúng tôi cũng chắc chắn rằng đội ngũ cán bộ, nhân viên của Longsun cũng tạo nên sự thành công của công ty Longsun. Và chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng với toàn thể cán bộ và nhân viên công ty Longsun vì một công ty Longsun phát triển hơn bằng việc học hỏi và hỗ trợ nhau để cùng nhau thành công. We believe that with this partnership we will together be able to serve our customers, suppliers and other partners better, not just in Vietnam but globally, and also take Vietnam industry to greater heights. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Olam và Longsun thì chúng tôi sẽ cùng nhau phục vụ khách hàng, các nhà cung ứng và các đối tác khác tốt hơn, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở phạm vi toàn cầu, và cũng sẽ đóng góp vào ngành chế biến sản xuất hạt điều của Việt Nam. Finally, as the world moves towards more sustainable solutions for every supply chain, we believe that this partnership can be the leader in delivering a sustainable cashew supply chain to the global consumer, which takes care of the environment and the people while delivering the best quality cashews. Và cùng với xu thế dịch chuyển của thế giới về sự ổn định của các chuỗi cung ứng, chúng tôi tin rằng với sự hợp tác của Olam và Longsun, chúng tôi sẽ trở thành nhà cung ứng nhân hạt điều ổn định hàng đầu cho các khách hàng trên toàn thế giới, cùng với việc quan tâm hơn nữa tới môi trường và người lao động để cung cấp cho khách hàng nhân hạt điều với chất lượng tốt nhất. May this partnership live long. Thank you. Chúc cho sự phát triển giữa Olam và Longsun luôn bền vững. Thank you. Chân trọng cảm ơn bài phát biểu của ông Sobit. Mr. Sobit. Kính thưa quý vị, sự kiện hợp tác liên doanh cộng hưởng giữa công ty cổ phần Longsun và tập đoàn Olam diễn ra trước thềm năm mới 2018 hứa hẹn sẽ là nguồn động lực dồi dào, mang lại hiệu ứng tích cực cũng như khát khao tiếp tục được nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, quý đối tác, khách hàng. Ladies and gentlemen, the cooperation between Longsun and Olam takes place on the eve of New Year 2018. This promised to be a plentiful source of energy, bringing positive effects as well as the desire to continue and to receive the attendance of leaders at all levels, branches, partners, and customers.
Sự có mặt của quý vị hôm nay chính là tín hiệu đáng mừng, là niềm vinh hạnh của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên hai công ty. The presence of you tonight is a great sign, the honor of two leaders, employees and employers of Long Sơn and Olam. Ngay sau đây, xin kính mời ông Vũ Thái Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Sơn, thay mặt lãnh đạo công ty lên phát biểu chào mừng và giới thiệu thêm về sự hợp tác giữa hai công ty. Trân trọng kính mời. And now we would like to invite Mr. Vũ Thái Sơn, the Chairman of the Board, General Director of Long Sơn, on behalf of Long Sơn to express welcoming and introduce more about the cooperation between Long Sơn and Olam. Kính thưa ông Nguyễn Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Thưa quý vị đại biểu, lãnh đạo các ban ngành tỉnh Bình Phước, các quý khách hàng, quý ngân hàng. Hôm nay là một ngày trọng đại với công ty cổ phần Long Sơn. Trước tiên, tôi xin thay mặt công ty cổ phần Long Sơn xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu và khách hàng đã bớt chút thời gian bận rộn cận Tết để đến dự kiện sự kiện ngày hôm nay. Do khách hàng đông và ở xa, cách đây một tuần chúng tôi đã tổ chức sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh cho khách hàng khu vực Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng tôi tổ chức thông báo về liên doanh giữa Long Sơn và Olam với các quý vị lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các khách hàng tỉnh Bình Phước và Bình Dương. Nhân dịp này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh, các ban ngành tỉnh Bình Phước và các quý khách hàng đối với công ty Long Sơn, đặc biệt là đối với công ty Long Sơn Interfood đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Công ty Long Sơn Interfood là doanh nghiệp chế biến, là doanh nghiệp chế xuất đầu tiên của tỉnh. Ngay năm đầu tiên hoạt động đã đạt doanh thu trên 50 triệu đô la Mỹ. Dự kiến năm 2018, công ty sẽ đem về doanh thu xuất khẩu hạt điều cho tỉnh Bình Phước là trên 70 triệu đô la Mỹ. Cũng có thêm tin vui nữa là năm 2017 thì chỉ có một ngân hàng Techcombank là tài trợ cho Long Sơn Interfood tại tỉnh Bình Phước, và ngân hàng Techcombank thì lại không chấp nhận là cầm cố hạt điều, nhân hạt điều. Nên là đây là mà nhân hạt điều thì là một tài sản rất lớn của Long Sơn Interfood mà ngân hàng thì lại không chịu cầm cố, nên là chúng tôi cũng bị hơi bị kẹt về mặt tài chính. Nhưng mà năm nay thì đã có ngân hàng HD, hôm nay cũng có lãnh đạo ngân hàng HD tới dự, đã tài trợ Long Sơn Interfood với số tiền lớn hơn và cũng chấp nhận cầm cố hạt điều nhân của hạt điều nhân tồn kho của công ty Long Sơn Interfood. Và ngoài cái tin vui đó thì các anh chị biết là cộng thêm với cái tiền mà Long Sơn Olam mua 30% cổ phần của Long Sơn, nên là hiện nay tình hình tài chính của Long Sơn và Long Sơn Interfood là rất là tốt, rất là dồi dào. Như các lãnh đạo và quý vị khách hàng đã biết, tập đoàn Olam là tập đoàn lớn trên thế giới mà cổ phần chủ yếu là của chính phủ Singapore. Với doanh số trên 10 tỷ đô la Mỹ một năm, tập đoàn có nhiều nhà máy trên thế giới. Ở Việt Nam đứng đầu về xuất khẩu hạt điều, hạt tiêu, cà phê và rất lớn về xuất khẩu gạo. Tầm vóc thế giới thì Olam cũng đứng số 1 thế giới về sản xuất khẩu điều. Ở Việt Nam, công ty cổ phần Long Sơn chỉ đứng sau Olam về xuất khẩu hạt điều và đứng số 2 thế giới về xuất khẩu hạt điều. Chúng tôi xin thông tin đến quý vị lãnh đạo và các quý khách hàng một số điểm nổi bật của công ty Long Sơn như sau. Doanh thu xuất khẩu hạt điều năm 2017 là gần 215 triệu đô la Mỹ. Là doanh thu cộng dồn của tất cả các doanh nghiệp trong tập đoàn Long Sơn, là gồm công ty cổ phần Long Sơn, công ty Long Sơn Interfood tỉnh Bình Phước, công ty Long Việt tại Phú Yên, công ty Sao Việt tại tỉnh Khánh Hòa, công ty Long Sơn Barolen tại Ninh Thuận và công ty thực phẩm Long Sơn tại tỉnh Đồng Nai. Công ty luôn luôn có tốc độ tăng trưởng doanh thu từ 20 đến 30% một năm và luôn nằm trong top 300 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Công ty luôn được đánh giá là công ty rất uy tín trong thực hiện hợp đồng. Thực tế chúng tôi 100% thực hiện đúng các cam kết các hợp đồng. Có ai đó nói là Long Sơn không thực hiện hợp đồng khi giá điều nhân xuống là hoàn toàn không đúng. Nếu có trường hợp nào đó xảy ra thì chẳng qua trước đó là khách hàng đã không giao cho chúng tôi hợp đồng giá thấp, nên khi chúng tôi yêu cầu phải giao hợp đồng giá cao cùng với hợp đồng giá thấp. Sau đây, chúng tôi nêu vắn tắt lý do vì sao chúng tôi lại quyết định chuyển nhượng cổ phần cho công ty Olam. Trong suốt thời gian phát triển, doanh thu Long Sơn hàng năm tăng trưởng thường từ 25 đến 30%. Với quy mô lớn như vậy, trong bối cảnh kinh doanh mà cả đầu ra và đầu vào đều phụ thuộc vào thị trường thế giới nên rất cần am hiểu thị trường quốc tế thì mới tránh được rủi ro.
Trong bối cảnh như vậy, chúng tôi quyết định chuyển đổi mô hình từ công ty tư nhân, công ty gia đình thành công ty cổ phần thực thụ nhằm tăng cường tiềm lực cho công ty cả về tài chính lẫn thị trường, cung ứng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ điều nhân. Các quý vị đã biết, chúng tôi đã mua và vận hành nhiều nhà máy. Mua nhà máy thì không khó do không cần nhiều tiền. Nhưng để có đủ tiền để mua nguyên liệu cho sản xuất 400 tấn điều thô một ngày là cả một vấn đề lớn. Nên chúng tôi cần phải chuyển nhượng để có vốn mua nguyên liệu sản xuất. Một lý do nữa là cũng yếu tố gia đình. Tôi biết là cũng giống như hầu hết các anh chị em ngành điều là của chúng ta đang ở đây, thì là các cái anh chị là chủ doanh nghiệp hạt điều đều là hai vợ chồng gây dựng lên cơ nghiệp, cũng giống như các anh các chị. Khi mà hai vợ chồng chúng tôi vào lập nghiệp miền Nam gần như là không có gì. Cả hai vợ chồng đã chung sức và cật lực lao động từ sáng đến tối, không có ngày chủ nhật, để xây dựng lên sự nghiệp cho gia đình và cho con cái. Giờ đây khi con cái đã lớn và kinh tế đã ổn định, các con thì ở bên Mỹ và không theo hạt điều, không theo nghiệp hạt điều. Vợ thì không muốn chồng cứ vất vả mãi. Còn tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ vì cũng đã quá mải mê công việc mà không chăm sóc được vợ. Do vậy tôi quyết định dần dần chuyển nhượng công ty cho đối tác nước ngoài để có thời gian chăm sóc gia đình. Chúng tôi quyết định chọn Olam là đối tác chiến lược và chuyển nhượng 30% cổ phần cho công ty Olam. Ngoài ra, ngoài chuyển nhượng cho Olam thì chúng tôi cũng tặng cho các anh chị em là các nhân viên quan trọng, chủ chốt và lâu năm của Long Sơn là 5% cổ phần tặng không, và với trị giá có nghĩa là tặng được tặng không là gần 100 tỷ. Chúng tôi cũng xin nói rõ thêm một chút là công ty chỉ chuyển nhượng 30% cho Olam mảng hạt điều. Các mảng kinh doanh khác của tập đoàn như là liên doanh về hóa chất với tập đoàn Thibon Nhật Bản, mảng bất động sản, nhà hàng, dịch vụ sẽ được chuyển sang cho công ty cổ phần đầu tư Long Sơn, vẫn do tôi nắm 100% vốn. Cũng xin tâm sự là để đi đến quyết định chuyển nhượng cho Olam cũng không phải là dễ, là cũng phải là nhiều cái bước chuyển biến về cái cách nhìn lắm. Trước đây khi mà tôi đang làm ăn thuận lợi thì Olam nhảy vào lĩnh vực hạt điều ở Việt Nam cạnh tranh với các mối của mình. Rồi khi mình đang hoạt động miền Trung thì Olam lại tiến ra miền Trung. Rồi một doanh nghiệp điều ở miền Trung thì lại tạo điều kiện cho Olam phát triển ở miền Trung. Lúc đó không phải riêng của tôi đâu, mà nhiều doanh nghiệp điều ở miền Trung đều không thích và nói doanh nghiệp kia, cái doanh nghiệp mà đưa Olam ra miền Trung ấy, là cõng rắn cắn gà nhà. Tuy nhiên, sau này khi thấy Việt Nam mở cửa làm cho kinh tế Việt Nam phát triển vượt bậc thì mình thấy mình hẹp hòi quá, mình nghĩ hẹp hòi quá, mới thấy đúng là đảng mình giỏi, mở cửa cho đầu tư nước ngoài và làm cho đời sống người lao động khá lên trông thấy. Mà với mình mà mở cửa cho nước ngoài thì nước ngoài cũng mở cửa lại cho Việt Nam, và hạt điều Việt Nam gần như xuất khẩu đi khắp thế giới là đều miễn thuế nhập khẩu, và rất nhiều nước còn miễn thuế coi như là VAT giá trị gia tăng nữa, họ cũng miễn luôn. Thế nên là mình cũng rất là được lợi. Vậy cho nên sau này tôi cũng rất vui vẻ, mới đầu tiên là vui vẻ cạnh tranh sòng phẳng với Olam. Nhưng mà sau đó thì cũng vui vẻ là hợp tác với Olam, rồi đến bây giờ là vui vẻ chuyển nhượng cổ phần cho Olam. Đấy là những cái quá trình mà mình coi như là suy nghĩ từ Olam. Trên đây là một số tâm sự và chia sẻ của tôi trong sự kiện trọng đại hôm nay. Một lần nữa, xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến các quý vị lãnh đạo tỉnh, các ban ngành tỉnh Bình Phước và các quý khách hàng đã giúp công ty có được ngày hôm nay. Mong quý vị lãnh đạo, quý khách hàng, quý ngân hàng sẽ tiếp tục ủng hộ công ty Long Sơn trong thời gian tới. Cũng nhân dịp xuân mới sắp đến, chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng đến quý lãnh đạo và các quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, phát tài, phát lộc. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn rất là nhiều những cái chia sẻ hết sức là chân thành, xuất phát từ cái tình cảm của mình, của ông Vũ Thái Sơn. Special thanks, Mr. Vũ Thái Sơn. Và lúc này xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng mãn nhãn với đoạn phim Key Moment. And now let's enjoy a short video named Key Moment.
Quý đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Phước, công ty cổ phần Long Sơn có nhiều nhà máy và luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành địa phương về dự lễ ra mắt hợp tác giữa công ty cổ phần Long Sơn và tập đoàn Olam cùng nhau phát triển, chia sẻ thành công. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lên phát biểu. Trân trọng kính mời. Ladies and gentlemen, Long Sơn has many factories and always receive the attention and advantages from the provincial leaders, departments and local to attend a lot of cooperation event between Long Sơn and Olam. We respectfully introduce and invite Mr. Nguyễn Tiến Dũng, Vice Chairman of Committee Bình Phước Province, on behalf of local leaders to say congratulations this event tonight. Kính thưa ông Vũ Thái Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thái Sơn. Kính thưa các ông đại diện tập đoàn Olam tại Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách và quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Tôi có lẽ cũng như các vị ngồi đây cảm thấy rất là vinh dự và vui mừng khi được công ty cổ phần Long Sơn và tập đoàn Olam tại Việt Nam mời đến dự lễ ra mắt chương trình hợp tác giữa hai đơn vị làm ăn chuyên về chế biến hột điều tại tỉnh Bình Phước. Tôi cho rằng hai đơn vị này đã rất là khôn ngoan khi chọn Bình Phước làm địa điểm để đầu tư nhà máy chế biến hột điều, bởi vì Bình Phước của chúng ta thì có là thủ phủ cây điều của Việt Nam với diện tích gần 200.000 hecta, và sự hợp tác của hai đơn vị này tôi cũng cho rằng đây là một cặp đôi hoàn hảo, bởi vì Olam thì là đơn vị đứng đầu thế giới về sản xuất điều, còn Long Sơn của Việt Nam thì cũng là đơn vị thứ hai, họ rất là xứng tầm, như chúng ta gọi đây là đôi trai tài gái sắc. Đề nghị cho toàn thể đại biểu và các vị quan khách dành một tràng pháo tay cho họ. Kính thưa toàn thể quý vị, nhân đây thì cũng xin thông báo sơ qua để chúng ta thấy cái niềm vui khi Bình Phước có những doanh nghiệp như thế này đến đầu tư. Thì báo cáo năm 2017, cùng với cả nước thì tỉnh Bình Phước đã thực hiện thành công các cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những kết quả quan trọng đó có sự đóng góp rất to lớn của cộng đồng các doanh nghiệp và các doanh nhân cùng với các tầng lớp nhân dân, và có lẽ không thể không đề cao cái đóng góp của công ty Long Sơn. Mới chỉ một năm hoạt động trên địa bàn nhưng đã đóng góp giá trị xuất khẩu ngành điều tới 50 triệu đô la. Nghe 50 triệu thì ta thấy không biết nó khoảng bao nhiêu phần trăm, nhưng xin thưa rằng tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh Bình Phước, các mặt hàng nói chung thành hình thành lên giá trị xuất khẩu năm 2017 là 1.296 triệu đô la, và Long Sơn tới 50 triệu, như vậy tương đương khoảng 25,8% tổng giá trị. Có lẽ ta nên dành cho họ một tràng pháo tay nữa. Và nãy đến giờ thì chúng ta cũng đã xem những cái đoạn video clip, rồi nghe ông chủ tịch tập đoàn, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tổng công ty cổ phần Long Sơn báo cáo rồi. Tôi xin không nói nhiều, nó mất thời gian, thì chúng ta cũng đã có những người đến sớm, giờ này cũng ngồi được hơn một tiếng đồng hồ, nhưng thấy rằng có thể là do rất là trân trọng kết quả đạt được của Long Sơn và của Olam, cho nên là chúng ta còn rất là lịch lãm để chờ đợi. Thì xin báo cáo là tôi cho rằng với cái kết quả đạt được của hai đơn vị này trong những năm vừa qua, với bề dày thành tích của Olam là gần 30 năm xây dựng và phát triển, còn Long Sơn là gần 20 năm
nhưng đều có những thành tích rất lớn trên thị trường thế giới về sản xuất và chế biến điều. Thì hy vọng với sự hợp tác của họ ở trên đất nước Việt Nam và ở cái phạm vi tỉnh Bình Phước, thì hy vọng là trong thời gian tới cái kết quả đạt được của họ sẽ ngày càng cao hơn nữa, và không chỉ đem lại cái lợi nhuận, cái hiệu quả trong sản xuất kinh doanh rồi nâng cao đời sống của công nhân của họ, mà chắc chắn sẽ có đóng góp một cách đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Phước, và cũng có nghĩa là đóng góp cho phát triển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhân dịp này, xin thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Phước biểu dương và đánh giá cao cái kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Long Sơn trong năm 2017 và chuẩn bị bước sang năm mới đón xuân Mậu Tuất, Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Tôi xin nói đến đây là Tết cổ truyền bởi vì có những ngày Ấn Độ, cho nên chúng ta phải nói cái điều đó. Thì xin chúc mừng và chúc sức khỏe toàn thể quý vị đại biểu, quý vị quan khách một năm mới với nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và gặt hái được nhiều thành công. Chúc cho Long Sơn và Ô Lam là bên này là cùng nhau phát triển, chia sẻ thành công và phát huy nhiều hơn nữa cái kết quả đạt được trong những năm vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và dự lễ và chúc mừng lễ ra mắt Long Sơn và Ô Lam cùng nhau phát triển, chia sẻ thành công, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân có lãng hoa chúc mừng. Xin được mời ông Vũ Thái Sơn lên sân khấu nhận hoa. Attending this event tonight, Provincial Committee, People Council, People Committee has a present to congratulate. Please invite Mr. Vũ Thái Sơn to receive. Xin được mời ông Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cùng trở về sân khấu trao hoa của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho sự kiện lễ ra mắt hôm nay. Trân trọng kính mời. Xin được cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bài phát biểu cũng như lãng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước dành cho lễ ra mắt của Long Sơn, Ô Lam cùng nhau phát triển, chia sẻ thành công ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tri ân quý khách đã nhận lời mời đến dự lễ ra mắt Long Sơn và Ô Lam cùng nhau phát triển, chia sẻ thành công, hai công ty tổ chức tiệc mừng. Ngay sau đây, trân trọng kính mời ông Vũ Thái Sơn, ông Spitz, ông Nguyễn Tiến Dũng sẽ cùng trở về sân khấu thực hiện nghi thức khai tiệc. Trân trọng kính mời. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. And now we would like to invite Mr. Vũ Thái Sơn, Mr. Showbiz and Mr. Nguyễn Tiến Dũng to be on the stage to perform the ceremony and of banquet. Vâng, và xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng rót đầy những ly bia, những ly nước ngọt có trên bàn tiệc, và chúng ta sẽ cùng với các ông bà lãnh đạo, chúng ta cùng nâng ly và hô một tiếng rô thật lớn để khai tiệc mừng lễ ra mắt Long Sơn và Ô Lam cùng nhau phát triển, chia sẻ thành công. 1, 2, 3. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, chúng ta cùng chúc mừng cho lễ ra mắt của Long Sơn và Ô Lam cùng nhau phát triển, chia sẻ thành công ngày hôm nay. Xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng dùng tiệc và thưởng thức âm nhạc.
Vâng, âm nhạc chính là một phương tiện có thể truyền tải một cách nhanh nhất tình cảm của chúng ta dành cho nhau. Và trong chương trình lễ ra mắt Long Sơn và Ô Lam cùng nhau phát triển, chia sẻ thành công ngày hôm nay, xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với quán quân tuyệt đỉnh song ca 2016, Lâm Minh Thảo. Minh Thảo xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Lần đầu tiên Minh Thảo đến đây để dự một chương trình rất là hoành tráng như thế này, thì mong rằng bước sang năm mới, Minh Thảo xin được kính chúc cho toàn thể quý vị và công ty được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài phát đạt. Xin cảm ơn. Và sau đây Minh Thảo xin được gửi đến quý vị ca khúc đầu tiên Nhạc Xuân, ca khúc được và sau đây Minh Thảo xin được gửi đến quý vị nhạc phẩm được mang tên Mùa Xuân Đầu Tiên. Mùa xuân ơi biết
chia ly cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi giận hờn. Xuân này ta chúc cho mẹ già vui vừa ca thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc vơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay quý vị. Và sau đây Minh Thảo xin được gửi đến quý vị nhạc phẩm được mang tên Khúc Ca Ngày Mùa. Thank you.
quý vị. Và ca khúc kế tiếp Minh Thảo xin được gửi đến quý vị là một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Anh, nhạc phẩm được mang tên Rừng Lá Thay Trưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Xin được cảm ơn rất nhiều những ca khúc Bolero hết sức là ngọt ngào, yêu thương phải không ạ? À, kính thưa tất cả quý vị, ngay lúc này thì xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của con trai nuôi ông Hà Hoàng, nhạc sến Ngọc Sơn. Vâng, anh đã từng đạt giải Á quân của cuộc thi Ai Sẽ Thành Sao. Mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu cùng chào đón giọng ca của nam ca sĩ Nguyễn Ngọc Sơn. Dừng chân trên bến xưa, đời trải gió sương về thăm cố hương, tìm bao mến thương mà sao phố phường vắng, tình sầu lạnh buốt đêm thương. Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường vạn nẻo từ ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đôi anh mà tôi vẫn còn nhớ. Anh thôi nhớ mong người theo gió đông, tình yêu giá băng về nơi cuối trời nhớ. Sầu đông còn đến bao giờ? Lời nói đầu tiên Nguyễn Ngọc Sơn xin gửi tới tất cả quý vị khách quý có mặt trong buổi tối đêm nay. Một lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng được mang tên Sầu Đông. Cảm ơn quý vị cùng thưởng thức ạ. Dừng chân trên bến xưa, đời trải gió sương về thăm cố hương, tìm bao mến thương mà sao phố phường vắng, tình sầu lạnh buốt đêm trường. Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường vạn nẻo từ ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đôi anh mà tôi vẫn còn nhớ. Ban đầu ngại ngùng bước chân buồn, em đã xa ngang rồi. Anh hồi nhớ mong gửi theo gió đông, tình yêu giá băng về nơi cuối trời nhớ. Sầu đông còn đến bao giờ? Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời, đau chưa? Đời ngày mai đôi thay mà tôi vẫn còn nhớ, nhớ 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 của say ban đầu. Ngại ngùng bước chân buồn, em đã xa ngang rồi. Đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông, tình yêu xa băng về nơi cuối trời nhớ. Sầu đông còn đến sơ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hôm nay thật sự rất là vinh dự khi mà được đến dự một cái sự kiện cuối năm rất là trang trọng như thế này, cảm thấy rất là ấm lòng và sẽ gửi đến quý vị những ca khúc Bolero trữ tình mà quý vị yêu thích trong thời gian vừa qua. Và bài hát tiếp theo sẽ nghĩ một ca khúc mà quý vị, nhất là những cô chú lớn tuổi cũng sẽ rất là thích, một sáng tác của nhạc sĩ Duyên An, bài hát được mang tên Hãy Quên Anh. Xin mời quý vị cùng ăn cùng thưởng thức ạ. Cảm ơn rất là nhiều. Đêm bao lá vàng đổ
tình cũ. Với mây trời xa xíu bước em đi, nước mắt chìm theo sóng diều quân ly. Lỡ mây lùa gấm đành quên. Mùa xuân sắp đến rồi. Sơn hôm nay vinh dự đến đây không quên gửi một lời chúc tốt đẹp đến công ty Long Sơn A Long, được thật là nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, đánh đầu thắng đó, trăm thắng. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chắc có lẽ là bài hát tiếp theo, một bài hát dân ca mang hơi hóm mùa xuân, như là một lời chúc tốt đẹp và một cái niềm vui nho nhỏ trong buổi tối ngày hôm nay gửi đến quý vị. Bài hát rất là quen thuộc được mang tên Đêm Giao Thừa, nghe một khúc dân ca xin mời quý vị thưởng thức. Cảm ơn rất nhiều.
nhau thường nghe một khúc dân ca ba hy dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca câu dân ca ấm lòng người đi xa nghe nôn nao như chiều ba mươi tết bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Lời dân ca như phù sa con sông như hương cao hương dừa đang trôi qua câu dân dân ca giao thừa nghe thương nhớ có mùa xuân đến từ quê nhà. Hát nữa đi em bài hát dân ca câu dân dân ca mang tình xuân bao la câu dân dân ca cho mùa xuân sớm qua cho xuân xuân về từ khúc hát dân ca ai mang xuân từ từ hồng tươi thơ em mang xuân từ một người ca đêm giao thừa nghe một khúc dân ca bài dân ca thiên đồng đà người ta thương nghe bài dân ca câu dân dân ca ấm lòng người đi xa anh mơ sao một chiều suốt năm ấy có em về cùng hát khúc dân ca lời dân dân ca như dòng sông quê ta như hương cao hương dừa đang trôi qua giữ đêm trăng bên mình em tắt nước chiếc gạo con múc gà trăng trăng giao thừa nghe một khúc dân ca bài dân ca tha thiết đậm đà người ta hương nghe bài dân ca câu dân ca ấm lòng người đi xa tận mơ sao một chiều xuân sắp ấy có em về cùng hát khúc nhớ ca lời dân ca như dòng sông quê ta như hương cao hương dừa đang trôi qua giữ đêm trăng bên đường em tắt nước chiếc gạo con múc gà trăng già. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và trước khi tạm biệt, Nguyễn Ngọc Sơn xin bản phép kính chúc cho tất cả quý vị một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê viên. Xin cảm ơn rất nhiều, xin phép được chào tạm biệt quý vị.